인연 지하 마가오 마한 외사령성 바구네 고퇴주 지하천파 고능예수 기도와 공안지은 Xin Chúa làm phép thi thể của bà Anna đổ tùy duyên với nước thánh nhắc nhở bí tích rửa tội như thánh Phaolô biết. Tất cả chúng ta đã chịu phép rửa tội trong Đức Giêsu, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người. Và nếu chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người để nhờ Đức Kitô, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng được tái sinh trong đời sống mới như vậy. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hiệp nhất với Người trong sự sống lại như vậy. Trong ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, tôi tới Chúa là bà Anna Đỗ Thị Duyên đã mặc lấy Đức Kitô, vậy xin cũng được cho mặc áo vinh quang trong ngày Đức Kitô lại đến. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chỉ mình Chúa mới thắng nổi sự chết và ban cho chúng con sự sống muôn đời. Hôm nay bà Anna Đỗ Thị Duyên là người tín hữu Chúa và là người chị em chúng con đã cùng an dân với Đức Giêsu con một Chúa. Nhưng chúng con biết rằng Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại, Chúa cũng sẽ cho bà Anna cùng được sống lại với Người. Vì vậy chúng con tin tưởng cầu xin Chúa cho bà Anna được chia sẻ vinh quang với Đức đã từ cõi chết sống lại. Người là Thiên Chúa và Thiên Tri cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài chính sắc khôn ngoan. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng thực hình nào động tới được nữa. Bọn Lucy coi họ như đã chết rồi. Khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Lúc họ rời xa chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra họ đang hưởng an bình.
Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chưa dám hy vọng được trường sinh bất tử. Sau khi chịu sự đền ơn Chúa, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ, và đấy họ xứng đáng với người. Người đã tin luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sạch. Họ sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước, và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. Những ai trông cậy vào người sẽ an tường sự thật, những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người, vì người ban ân phúc và xót thương những ai người lựa chọn. Đó là lời Chúa. Nhờ vì khăn vinh hiển của Chúa Cha thì chúng ta cũng...
cũng được sống một đời sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã lên một Chúa Kitô nhờ được chết như người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ lên một với người nhờ được sống lại như người đã sống lại. Chúng ta biết rồi, con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống lại với người. Đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ người chết nữa. Cái chết vẫn còn quyền chi đối với người. Đó là lời Chúa. Thực sự ra trong cái kinh nghiệm làm linh mục một vụ thì
đôi khi tôi cũng gặp cái trường hợp đó. Có khi tôi gặp một cái gia đình nhà hiếu, tôi nói như thường lệ, tôi nói viết cho tôi vài dòng về tiểu sử của người đã khuất, những cái điều tốt, những cái điều như thế nào. Thì họ trả lời câu phục ngạn, tôi nói họ nói chả có gì để nói. Thì tôi đồng hiểu cái nghĩa cái câu mà giống như chết là hết, chả có gì để nói. Thì tôi hiểu nó ra hai ý như thế này: hoặc là gia đình không biết gì về người quá cố, hoặc là người quá cố không có gì để ăn nói. Thì tôi không biết cái trường hợp nào, chứ làm sao mà có trong một cuộc sống làm gì mà không có chuyện gì để nói. Mà nhất là nếu mà có những người mà càng chạy đường, càng tuổi cao, càng tuổi thọ thì càng phải có nhiều chuyện để nói. Giống như trong trường hợp hôm nay chúng ta cử hành lễ an táng cho cụ bà Anna Lũ Thị Duyên, Chúa ban cho thọ được 99 tuổi, thì tôi nghĩ rằng phải có rất nhiều chuyện để nói. Nhưng mà nếu mà có thể tóm tắt lại đó, thì tôi nghĩ rằng cái chuyện mà chúng ta nói và đáng kể cho một người sống gần sát 100 tuổi đó là gì? Là tôi tin rằng Chúa ban cho sống thọ để làm chứng cho Chúa và để lại những bài học cho những người còn lại, trong đó có gia đình nhà hiếu và có cho chúng ta. Thì có cái ba bài học mà tôi nhận ra từ cái cuộc đời của cụ bà Anna Lũ Thị Duyên. Thứ nhất là cái hành trình đức tin của cụ bà. Chúng ta có thể tóm tắt một hành trình 99 năm nó ngắn gọn như thế này: sinh trưởng cho một gia đình Công giáo tại Yên Lập, tỉnh Hà Nam, Việt Nam, lập gia đình ở miền Bắc, sau đó thì làm dâu, chăm sóc cho gia đình chồng, rồi chăm sóc con, rồi lo ruộng vườn, sau đó di cư vào Nam và theo chồng. Chồng đi quân đội, thành ra theo chồng theo các vùng chiến thuật ở Pleiku, Đà Lạt, rồi vào đến trong miền Nam. Sau đó giúp chồng trong công việc nội trợ chăn nuôi gia cầm ở Sài Gòn. Sau năm 1975 thì tới năm 1978 thì ông mất, rồi một mình bà chăm sóc cho các con. Và năm 1981 thì lo cho một người con trai vượt biên sang Mỹ. Đến năm 1991 thì được bảo lãnh sang Mỹ định cư với người con trai bảo lãnh. Thế thì cái câu chuyện đó là tóm tắt rất ngắn gọn của một người sống 99 năm. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa có thấy cái điểm nhấn của 99 năm này. Và đây là cái điểm nhấn của 99 năm này về cái hành trình đức tin. Thứ nhất là khi mà còn ở niên thiếu đó, thì cụ bà tham gia các sinh hoạt ở nhà thờ và học phục kinh. Mà ở miền Bắc mà kinh đó thì còn có thi, thi có đứng nhất đứng nhì, thì cụ bà tuy là con gái thiếu nữ thì mà cũng đứng lúc nào cũng đứng nhất hết. Thì tôi cho đó cái không phải là giỏi, mà là cái đó là một cái điểm rất quan trọng để làm một cái nền tảng cho một người phụ nữ Việt Nam, một phụ nữ Công giáo sống cái đời sống đức tin sau này, sống tốt lành sau này, là nhờ vào cái việc mà có một cái nền tảng. Tại vì một người sống mà thiếu mà một cái foundation, một cái nền tảng, thì bây giờ có thành công đi chăng nữa thì cũng không là gì, nếu không có một cái nền tảng là sống cậy dựa vào ơn Chúa và nhờ ơn Chúa phù giúp. Thật ra tôi cho đó là cái điểm khởi đầu rất quan trọng cho cuộc đời của cụ bà hôm nay, đó là siêng năng biện đạo kinh kệ. Rồi hành trình đức tin của cụ bà là gì? Là khi mà vào tới miền Nam và làm lại cuộc đời với hai cái bàn tay trắng sau khi di cư vào. Rồi đó là chưa nói chồng đi lính thì đâu có gì ổn định, cứ nơi này chuyển qua nơi khác thì chuyển qua nơi khác, thành ra đâu có gì mà gọi là ổn định. Thì tất cả cụ bà đặt chọn và niềm tin vào Thiên Chúa tạo dựng cái cuộc sống mới. Và đối với cụ bà Na, cuộc sống mới xảy ra có mấy lần, từ Bắc di Nam rồi là cuộc sống mới, rồi sau này đi trong 75 là một cuộc sống mới khác, đổi chế độ, đổi đời mà xuống đời thì đúng hơn. Rồi sau tới năm 1991 sang Mỹ định cư thì tới tuổi già lại cũng là một cái cuộc sống mới. Thì tất cả những cái dấu mốc mới đó, của bà đặt niềm tin vào Thiên Chúa, luôn đặt vào cái sự quan trọng của Thiên Chúa. Cho nên khi mà gặp những cái khó khăn gian lao trong cái cuộc sống của bà, lướt qua, không phải lướt qua là chạy trốn, mà là đi xuyên qua được để tới một cái bước kế tiếp trong cái mốc chạy mốc của cuộc đời. Rồi hành trình đức tin của cụ bà là gì? Là cả một cuộc đời hy sinh, thương yêu, chăm sóc cho các con, các cháu. Hành trình đức tin của cụ bà là gì? Là những gì tốt, ngon,
đều dành cho con cháu trước. Tức là không có một cái thái độ ích kỷ, lúc nào cũng đặt mình trước mà lúc nào cũng đặt con cháu trước. Hành trình đức tin của bà là gì? Là nhắc nhở con cháu, khuyên răng con cháu tham gia đóng góp sinh hoạt tích cực vào đời sống nhà thờ, hội đoàn cũng như xã hội. Rồi hành trình đức tin của bà là gì? Là dạy cho con cháu biết sống trong tình hiếu thảo. Và một cái bằng chứng tôi thấy rõ ràng hôm qua khi một người con nhắn tin chia sẻ với tôi là hôm qua khi xé khăn tay, con không xé 4 chiếc khăn tay. Lý do tại sao? Là vì khi còn sống mẹ đã làm sẵn cho 4 anh chị em 4 chiếc khăn tay rồi. Cái điều này là một cái điểm rất lạ. Ít có người nào mà chuẩn bị cho cái ngày mình ra đi bằng cách chuẩn bị khăn tay cho con cháu. Và nếu mà chúng ta hiểu được cái công thức, cái nghi thức phát tay, thì cái việc mà đội cái đầu chiếc khăn tay không phải để là con cháu bày tỏ cái tiếc thương người ra đi, mà là bày tỏ biểu lộ cái tâm tình hiếu thảo. Thật ra cụ bà không phải là muốn các con cháu đeo khăn tay gì đâu, nhưng mà quan trọng là cụ bà dạy cho các con cháu biết cái bài học về đạo làm người, đạo làm con, về cái tâm tình hiếu thảo. Và hành trình đức tin của bà là gì nữa? Là không muốn nợ đừng ai. Và tôi hiểu rằng cái vấn đề nợ đừng này không phải vấn đề là vật chất, nhưng mà không có muốn mắc nợ bất cứ ai. Và nếu mà có cái nợ gì đó thì trả ngay. Điều này làm cho tôi nhớ lại lời của Thánh Phaolô Tông Đồ. Ngài nói rằng anh em ráng làm sao sống trên đời đừng có mắc nợ ai. Và nếu mà có mắc nợ ai thì chỉ có nên mắc nợ ân tình. Đó là hình ảnh của một cụ bà Anna. Và rồi bài hành trình đức tin của cụ bà dạy cho chúng ta tóm lại là cái gì? Là cái bài học đức tin. Bài học đức tin này nhắc nhở cho chúng ta là không phải chờ đợi vào một cái ơn cứu độ xảy ra sau khi mình nằm xuống, mà là trong mỗi ngày sống đã sống cái đức tin đó rồi. Và điều này không phải ai cũng hiểu đâu, là tại vì có nhiều người họ cứ nghĩ rằng cái sự sống đời đời đó là một cái bước ngoặt sau khi qua đời thế thôi, mà không nghĩ rằng sự sống đời đời khởi đầu bằng chính cái ngày hôm nay và giây phút hiện tại. Sở dĩ tôi nói rằng không phải ai cũng hiểu là vì tôi mới gặp một cái trường hợp, có một cái người họ kể cho tôi nghe rằng có một cái bà ngoài Công giáo, thì bà quý tôi lắm, tại vì cách đây cũng 5-6 năm tôi có lo cái lễ an táng cho chồng bà, ổng là người Công giáo, tức là đạo ai ấy theo, thì từ đó bà quý. Xong rồi người cháu tới thăm ấy, thì bà nói rằng khi nào mà mợ sắp mất ấy, mày nhớ kêu cha tướng tới rửa tội cho mợ bố đạo. Thì đứa cháu nói sao mà không kêu cha tướng rửa tội bây giờ đi, mà đợi đến sắp mất rồi mới rửa tội. Thì bà mới nói rằng nếu mà ổng rửa tội cho tao bây giờ tao phải đi lễ sao. Bà tính vậy á, nhưng mà bà là người ngoài đạo, bà còn biết là hãy vô lễ, vô đạo là phải đi lễ. Cái điều này tôi cho phải và cũng có một mấy điểm, là tại vì có những người Công giáo, nhất là những bạn trẻ trong thế giới ngày hôm nay, bản thân là Công giáo mà không biết cần phải đi lễ, thành ra bà này cũng né. Nhưng mà cái việc bà né đó nhắn nhủ cho chúng ta là gì? Là bà ngộ nhận rằng đi theo Chúa là rửa tội, là lên thiên đàng. Cho nên bà chờ phút giờ sau hết mà lên thiên đàng, mà bà quên rằng cái con đường đi theo Chúa, đi hành trình tiến vào cõi đời đời, đó là những cái bậc thang. Nó không phải là một chiếc phi thuyền mà phóng một cái 6 tiếng đồng hồ lên tới vũ trụ, mà nó là những nấc thang trên con đường nhân đức để tiến vào Chúa. Thành ra tôi cho rằng đó là một cái bài học lớn mà cụ bà Anna Đỗ Thị Viên đã để lại cho chúng ta. Đó là từng bước một trong hành trình 99 năm đi theo Chúa. Cái điểm thứ hai ngoài cái hành trình đức tin của bà cũng để lại cho chúng ta một cái bài học về cái sự quan trọng của cầu nguyện. Chúng ta thấy coi trong cái cao khó, cái chương trình, thì chúng ta thấy là rất là đơn sơ, rất là gọn gàng. Một người sống thọ tới 99 tuổi nhưng mà kết thúc bằng mấy tiếng đồng hồ để viếng rồi thánh lễ của vương. Thì tôi nghĩ rằng cái điều đó cũng là một cái điều nhắn nhủ, cái sự quan trọng của người nằm xuống không phải là những cái gì đó
cái điểm quan trọng mà người nằm xuống để lại cho các con, các cháu là nhớ cầu nguyện cho cụ bà. Và cái điều đó tôi nghĩ rằng đối với người nằm xuống rất quan trọng. Và khi mà cụ bà nói được như vậy đó, hắn có chia sẻ với tôi đó, xin cha cầu nguyện cho mẹ con vì lúc sinh thời mẹ con cứ dạy con cái là cha mẹ có các con, nên chỉ mong một điều khi mất chỉ trông cậy vào các con cầu nguyện cho cha mẹ con, không muốn gì khác, không muốn vòng hoa, không muốn cái điều rạc, chỉ muốn được cầu nguyện thôi. Mà cái ước nguyện đó cũng là ước nguyện của rất nhiều vị thánh của giáo hội Công giáo. Bà thánh Monica cũng vậy, nhắn nhủ với ông Agustino sau khi thánh Agustino trở lại là: con ơi, mẹ bây giờ mẹ vui lắm rồi, mẹ hạnh phúc lắm rồi, mẹ không muốn gì khác, chỉ có mẹ chỉ muốn là khi mà mẹ qua đời con nhớ những lời cầu nguyện cho mẹ. Ba người thánh. Rồi thánh giáo hoàng Paulo VI cũng vậy, để lại cho Chúa Giêsu một vị giáo hoàng, một đức thánh cha mà để lại cho Chúa Giêsu: tôi muốn cái nghi lễ an táng của tôi một cách đơn sơ nhất có thể, tôi chỉ xin một điều là xin mọi người nhớ cầu nguyện với tôi cho tôi. Rồi cha Sáu Trần Lục là người mà xây dựng lên cái quần thể của nhà thờ ở Phát Diệm. Ngài chết, trước khi ngài chết, ngài muốn rằng khi chết chôn tôi làm ơn chôn trước ngay cửa nhà thờ, ngay cổng nhà thờ. Thì đối với văn hóa Việt Nam xây ngay cổng nhà thờ là một điều bất kính, tại vì người ta đạp qua đạp lại. Nhưng mà ngài nói rằng xây như vậy người ta mới nhớ đến tôi, chứ mà xây trong cái chỗ nào xa xa hay là trong nghĩa trang hay là trong cái một cái góc nào đó của nhà thờ, nhiều khi họ không đi ngang, nhờ họ đi ngang, nhờ họ đạp qua vậy đó mà họ nhớ được tôi. Các ngài đều là những vị thánh và những vị tu hành đều coi trọng cái lời cầu nguyện. Lý do tại sao? Tại vì các ngài biết rằng các ngài có những yếu đuối, có những cái lỗi lầm, lỗi phạm của những người con người bất toàn. Thành ra các ngài nhờ vào cái lời cầu nguyện của những người còn sống trong cuộc giáo hội chiến đấu, để chiến đấu dành cho được cái phần thưởng nước trời cho người đã nằm xuống. Và cái bài học cuối cùng mà một chứng nhân của bà Anna Đỗ Thị Duyên đã để lại cho chúng ta, đó là cái ý nghĩa của một hạnh phúc gian dở. Cuộc đời chúng ta thì suy cho cùng thì ai cũng đi tìm hạnh phúc đó. Nhưng mà vấn đề là hạnh phúc gì thôi. Có người hạnh phúc là tiền bạc nhiều trong nhà băng, có người hạnh phúc nhiều là con cái ngoan ngoãn, có người hạnh phúc nhiều là nhà có mấy căn vân vân. Nhưng mà cái hạnh phúc đích thực của người tín hữu Công giáo chính là sự sống đời đời. Thật ra cụ bà mất 99 tuổi, tuy là tuổi cao sức yếu lắm, mình thấy yếu lắm rồi, nhưng tôi thấy 4 năm trước là yếu rồi. Nhưng mà dĩ nhiên là mình cũng muốn ráng tí nữa cho 100 tuổi, cho đúng lời của con cháu trước đầu Tết, chúc cho ông, chúc cho bà sống lâu 100 tuổi. Nhưng mà tại sao cắt đứt ở lúc 99? Thì biết đâu đó là một cái ý định của Thiên Chúa muốn nhắn nhủ cho con người là cái hạnh phúc mãi mãi là dang dở cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa. Nó chỉ có thể hoàn tất, complete khi được về với Chúa. Nhưng mà chúng ta phải hiểu thêm một cái bước ngoặt mới là sao ngon vậy? Sao mà có cái hạnh phúc bên Chúa ngon vậy? Là tại vì đơn giản thôi, vì đó là ý định của Thiên Chúa. Giống như bài tin mừng chúng ta nghe, ý định của Chúa Cha mà ban cho tôi xuống trần gian này chỉ có một ý định duy nhất là không để mất một ai. Tất cả những người mà Chúa Cha ban cho tôi đều đến với tôi và tôi không để mất một ai. Tại sao không làm vậy? Là tại vì Thiên Chúa là tình yêu thôi. Mà cái điều này không phải ai cũng nhớ đâu. Ngay cả chúng ta sống mà gọi là đi đạo cho nó chính, gọi là thường xuyên, thấy rõ ràng qua cái vấn đề mà xin lợi những giai hạn. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta có công ăn việc làm. Thế thì khi mà có công ăn việc làm, chúng ta nhớ gì? Chúng ta nhớ chúng ta có công ăn việc làm. Chúng ta xin Chúa cho con cái gặp qua những cái khó khăn, vượt qua những chướng ngại để trưởng thành hơn, để thành công hơn. Không phải chỉ con đường học vấn mà nó được vui vẻ hơn. Khi mà có rồi thì chúng ta gì? Chúng ta nhớ nó được thành công, hay vân vân và vân vân. Nhưng mà chúng ta quên đi một cái bước nhảy cao hơn trong cái niềm tin Công giáo, chính là Chúa ban cho chúng ta những gì chúng ta cầu xin là tại vì Chúa yêu thương. Và đó là cái điều chúng ta nên nhớ cuối cùng trong tất cả những mối tương quan của chúng ta đối với Thiên Chúa. Và kể cả cái hạnh phúc đời đời Chúa ban cho chúng ta cũng vì Chúa yêu thương chúng ta. Chúa cho chúng ta một chỗ trong nước trời cũng vì Chúa yêu thương chúng ta.
và Chúa làm đủ mọi cách để gọi là mắt nhắm mắt mở cũng vì yêu thương chúng ta. Sở dĩ tôi nói Chúa mắt nhắm mắt mở đó là không có ai mà đủ xứng đáng bước vào trong cái cõi phúc trời rồi, vào trong hạnh phúc nước trời nếu mà Chúa không mắt nhắm mắt mở. Tôi nhớ tới một bài thơ của một thi sĩ vô danh, ông viết như thế này: tôi trình diện trước mặt Chúa, tôi đứng với đôi mắt cúi xuống vì Đức Chúa đang cầm trong tay một quyển sách, sách sự sống. Đức Chúa nhìn vào trong sách và nói: cha không tìm thấy tên con vì có lần cha chịu tính viết xuống, nhưng chẳng lúc nào cha có thời giờ. Cái bài thơ này nó sai ở chỗ nào? Nó sai ở chỗ là một Thiên Chúa là đứng toàn năng làm gì mà không có mà có gì quên. Một Thiên Chúa là chủ thời gian thì làm gì Thiên Chúa có thuận mà không có thời giờ. Nhưng mà Chúa quên và Chúa không có thời giờ là để vì Chúa chúng ta muốn cho chúng ta một cái sự sống đời đời. Và đó, đức tin chúng ta nhắn nhủ cho chúng ta điều đó. Cụ bà ta, đội thị viên rồi đây sẽ được hạnh phúc đời đời nhờ vào một Thiên Chúa thay quên. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho thánh lễ hôm nay và trong những ngày kế tiếp, cho cầu nguyện cho linh hồn Anna được hưởng ân tình vô biên của Chúa, hạnh phúc nước trời, và xin tạ ơn Chúa vì tình thương Chúa giáng xuống cho cụ bà Anna. Chúa Giêsu Kitô đã chết để tiêu diệt sự chết nơi chúng ta và đã sống lại để ban chúng ta sự sống mới. Tin tưởng vào hy vọng nơi Người, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Lạy Chúa, xin tuôn đổ muôn hồng ơn xuống cho cha chủ tế, quý cha đồng tế, quý hội đoàn, quý thân bằng quyến thuộc và toàn thể cộng đồng dân Chúa đã cầu nguyện cho linh hồn Anna cùng nâng đỡ an ủi tan gian trong lúc sầu muộn này. Chúng con cầu xin Chúa, xin Chúa lắng đời chúng con. Lạy Chúa, tại dương thế linh hồn Anna đã hết lòng thờ phượng Chúa, yêu mến tha nhân. Tuy nhiên, trong xác phàm chắc chắn cũng có những lỗi lầm với Chúa và tha nhân. Xin Chúa nhân từ thứ tha những lỗi lầm mà linh hồn Anna đã mắc phạm, để linh hồn Anna được hưởng phúc trường sinh bên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa, xin Chúa nhắm lời chúng con. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. Xin Chúa cho linh hồn Anna đã được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô, được sớm hưởng niềm hạnh phúc Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin Chúa, xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Chúa, xin nâng đỡ chúng con trong lúc buồn sầu về sự ra đi của một người mẹ thương yêu và một người bà đáng kính, gương mẫu. Xin cho niềm tin của chúng con thành niềm an ủi và cuộc sống vĩnh cửu đời sau thành niềm hy vọng và cậy trông. Chúng con cầu xin Chúa, xin Chúa nhắm đời chúng con. Lạy Chúa, là Thiên Chúa tình yêu, trước bao nghĩa cử yêu thương cao đẹp của những ân nhân mà tan gia chúng con không biết lấy gì đền đáp, xin Chúa gìn giữ và trả công bội hậu cho họ. Chúng con cầu xin Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống lại để bảo đảm cho chúng con được sống đời đời. Xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện mà ban cho linh hồn Anna sớm được hưởng niềm vui nước trời. Chúa hằng sống và hiện trên muôn đời.
Sẽ đổ ra trao cho các con và mọi người được
tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một giờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mê cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Oscar chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là cụ bà Anna Đỗ Thị Duyên mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng tiến tuổi chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hội ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con tha thiết, này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức người dây, chúng ta gian nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hạnh phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Thánh Chúa. Xin gói thương ban cho Thánh Đức bình an và biết của Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em chúng ta chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa, đấng
Này trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy Chúa, Đức Giêsu con Chúa đã để lại cho chúng con vị tinh thánh thể để làm lương thực đi đường, giúp chúng con đủ sức tiến về nhà Chúa. Ước chi nhờ bí tích này, người chị em tín hữu của chúng con là bà Anna Đồ Thị Duyên được vào nước trời như tiếc vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Mẹ ơi,
Giuse Nguyễn Anh Dùng Dương. Kính thưa cha Giuse Lê Trung Tứ. Kính thưa cha Giuse Nguyễn Đình Trừ. Kính thưa cha Doan Kim Nguyên Thành Đạt. Quý cộng đoàn giáo xứ Saint Elizabeth, đoàn Liên Minh Thánh Tông, hội các bà mẹ Công giáo, hội Leo San Jose, đoàn tự đạo Việt, đoàn thiếu nhi thánh thể tự đạo Việt, quý anh chị ca đoàn La Vang Thủ Thư, quý anh chị ca đoàn Chợ Tá, quý anh chị ca đoàn Mân Côi, cùng quý họ hàng và thân bằng quý thuộc, bạn hữu gần xa, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện nơi đây, con xin thay mặt tan gia cảm ơn quý cha và toàn thể quý vị đã gửi lời phong ngưu thăm viếng, xin lễ cầu nguyện hiệp dân thánh lễ an táng và tiễn đưa người thân yêu con là linh hồn Anna Đỗ Thị Duyên. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng qua lời cầu bầu của mẹ Maria và thánh cả Giuse luôn gìn giữ và chăn ban tràn đầy ơn sủng trên quý cha và toàn thể quý vị trong lúc tan gia bối rối. Chúng con không tránh được những thiếu sót. Kính xin quý cha và quý vị niềm tình tha thứ. Tăng gia đồng cảm tạ.
Anh chị em thân mến, cụ bà Anna Đỗ Thị Duyên, người thân yêu của chúng ta, đã về an nghỉ trong bình an của Đức Kitô. Với niềm tin và hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện, phó thác cụ bà vào lòng từ ái của chúng ta. Cụ bà đã trở nên con cái Chúa qua bí tích rửa tội và đã được nuôi dưỡng qua bàn tiệc thánh của Chúa. Xin Chúa nhận linh hồn của bà Anna và bàn tiệc con cái người trong nước trời cùng với các thánh của Chúa để được hưởng gia nghiệp lời hứa cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện đến với Chúa cho chúng ta nữa. Xin Ngài chúng ta sẽ có ngày gặp lại người thân yêu mà chúng ta đang khóc thương bây giờ. Chớ gì chúng ta được gặp lại Đức Kitô, ngày Ngài là đến trong vinh quang, vì Ngài là sự sống của chúng ta. Xin cao thăng Vua Chúa đến phù trợ tôi tớ Chúa. Xin cao thiên thần Chúa đến đón tiếp tôi tớ Chúa. Xin đón nhận linh hồn Anna mà dâng lên Thiên Chúa cao cả. Xin cho tôi tớ mà Chúa Kitô đã gọi được đến với người. Xin thiên thần Chúa dâng đưa tới chân tổ phụ Abraham. Xin đón nhận linh hồn Anna mà dâng lên Thiên Chúa cao cả. Lạy Chúa, xin cho tôi tới Chúa được yên muôn đời và cho ánh sáng Chúa chiếu soi ngàn thu. Xin đón nhận linh hồn Anna mà dâng lên Thiên Chúa cao cả. Vì phép mầu nhiệm Chúa làm người. Chúa linh hồn Anna. Vì Chúa xuống thế. Chúa linh hồn Anna. Chúa linh hồn Anna. Vì phép vừa cùng trai thánh Đức Chúa Giêsu. Chúa linh hồn Anna. Vì Đức Chúa Giêsu chịu nạn đóng đinh trên cây thánh giá. Chúa linh hồn Anna. Vì Đức Chúa Giêsu lên trời. Chúa linh hồn Anna. Vì Đức Chúa thăng thần thiên xuống. Chúa linh hồn Anna. Chúa linh hồn Anna. Đến ngày Phanxen. Chúa linh hồn Anna. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, luôn Cha thị đến, khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay nơi cơm hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vinh Maria, để ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là ơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà hồn phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin phó dâng linh hồn của bà Anna Đỗ Thị Duyên cho Chúa. Linh hồn này đã qua khỏi thế gian, xin cho được sống mãi hưởng tôn nhan Chúa. Nhờ lòng từ bi và nhân ái Chúa, xin thứ tha mọi tội lỗi đã phạm vì yếu đuối con người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin thiên thần Chúa dẫn đưa linh hồn Anna vào thiên quang. Xin các thánh từ đạo đón tiếp linh hồn Anna vào thành thánh. Thành Jerusalem ơi vào vinh cứu. Chúa phán, ta là sứ sống lai và là sứ sống. Ai tin ta sẽ sống muôn đời. Amen.